Những ngày cuối năm, nhiều tuyến đường ở nội thành Hà Nội đồng loạt tổ chức lát lại vỉa hè để chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến phố lại không có biển báo công trình xây dựng, không rào chắn, vật liệu xây dựng để ngổn ngang, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn, khiến người dân không thể không đặt câu hỏi, ai bới tung vỉa hè Hà Nội ngày cận Tết. Thành phố Hà Nội đã ban hành quy định chi tiết về việc lát đá vỉa hè. Theo đó, các đơn vị chỉ lát vỉa hè khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật như hạ tầng hệ thống cáp ngầm, thoát nước, trồng cây xanh, chiếu sáng, cấp điện, thông tin liên lạc. Tuy nhiên, tại phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, việc lát vỉa hè vẫn được tiến hành thi công khi chưa hoàn thành hạ ngầm dây cáp. Việc thi công dàn trải, kéo dài, gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường, thậm chí nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Con phố dài gần 2 km bị các công nhân xới tung mặc dù nhiều khu vực chưa được thi công. Theo quan sát, chỉ có một số công nhân trên áo có ghi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Hà Tây. Đơn vị thi công này đã chiếm toàn bộ phần vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vỉa hè của con phố không còn một khoảng trống khi vật liệu thi công, dây cáp, phiến thông nằm thành từng đống lớn trên vỉa hè. Việc thi công không đồng bộ sẽ gây lãng phí lớn khi vỉa hè vừa được đưa vào sử dụng. Không lâu sau, sẽ lại bị đào xới hạ ngầm, hệ thống cáp, viễn thông, điện lực, gây mất mỹ quan đô thị, khiến dư luận bức xúc. Bản thân tôi thì tôi là người dân sinh sống ở quanh khu này. Và đi bộ ở đây thì đường rất là xấu và rất là bừa bộn. Đi bộ toàn phải đi xuống lòng đường rất là nguy hiểm. Và trong khi lát đường nhưng mà dây cáp thì vẫn đang chằng chịt ở trên... đang chẳng chỉ ở trên này và chưa được hạ ngầm, và bây giờ mà đã lát đường, nếu mà lát đường xong mà lại đục ra để hạ ngầm dây cáp thì đến khi nào người dân mới có cái con phố, cái vỉa hè đẹp để đi bộ và an toàn. Như thế này là rất là nguy hiểm cho người đi bộ như chúng tôi, toàn phải đi tràn hết xuống lòng đường. Về vấn đề lát đường mới thì đẹp thì rất là đẹp, nhưng mà về dây điện ở xung quanh, ở gần đây nó rất là nguy hiểm, và những cái lúc mà tắc đường rất là đông như này thì bọn em phải đi sát vào lề, nhưng mà cái dây điện như này nó rất là nguy hiểm, nhất là vào những lúc trời mưa thì nó rất là nguy hiểm cho người đi đường. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh bích Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Theo quy định tại khoản 1, điều 109 Luật Xây dựng 2014, đối với công trường xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình với nội dung gồm tên, quy mô công trình, ngày khởi công, ngày hoàn thành, tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng, bản vẽ phối cảnh công trình. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến phố như Khâm Thiên, Trần Khánh Dư, Kim Ngưu đang lát đá vỉa hè không có biển báo công trình với những nội dung như trên. Thi công các công trình chỉnh trang đường phố nhằm giúp bộ mặt thành phố văn minh hơn. Tuy nhiên, các đơn vị thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng quy trình thi công công trình, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị.